Puka xinh trẻ như Genji nhờ không bao giờ làm một việc. Ở tuổi 34, Puka khiến nhiều người phải ngưỡng mộ khi luôn giữ được nét trẻ trung nhí nhảnh. Trông cô trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, thậm chí không thiếu người so sánh Puka với những bạn trẻ Genji. Vợ sắp cưới của Jin Tuấn Kiệt còn sở hữu làn da trắng sáng, vóc dáng đồng hồ cát đáng ngưỡng mộ. Chia sẻ bí quyết giữ eo thon, xinh trẻ như Genji, Puka tiết lộ cô ăn nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế tinh bột, tập luyện đều đặn. Đặc biệt, cô nói không với ăn đêm. Thói quen không ăn đêm không chỉ có ý nghĩa trong việc giữ dáng, cải thiện vẻ ngoài tươi trẻ. Không ăn đêm được giới chuyên gia công nhận là thói quen tốt, đem lại nhiều lợi ích sức khỏe. Hỗ trợ em muốn trẻ lâu nên giữ thói quen này. Không ăn đêm có lợi cho sức khỏe như thế nào? Ổn định đường huyết. Ăn ban đêm có thể làm đảo lộn chu kỳ ngày đêm tự nhiên của cơ thể, dẫn đến chất lượng giấc ngủ kém. Ngoài ra khả năng kiểm soát lượng đường trong máu của bạn cũng giảm sút. Theo thời gian, bạn có thể dễ bị kháng insulin và mắc bệnh tiểu đường hơn. Do đó, chuyên gia khuyên không nên ăn đêm để ổn định đường huyết, phòng tránh nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Phòng tránh những triệu chứng khó chịu ở đường tiêu hóa. Ăn đêm đồng nghĩa với việc bạn sẽ đi ngủ sớm hơn sau khi ăn. Nằm xuống giường với cái bụng no có thể làm gián đoạn quá trình tiêu hóa, gây ra các triệu chứng như ợ nóng, buồn nôn và đầy hơi. Thói quen ăn đêm với chết bụng no còn dễ dẫn đến tình trạng bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Cơ quan thông tin bệnh tiêu hóa của Viện Y tế Quốc gia Mỹ khuyến cáo không nên ăn 2-3 tiếng trước khi đi ngủ để kiểm soát các triệu chứng của GERD. Do đó, không ăn đêm sẽ giúp bạn tránh được những vấn đề về tiêu hóa khó chịu, sửa chữa những tổn thương trong cơ thể tốt hơn. Tiến sĩ Mark Himen chia sẻ trong cuốn sách Siêu chuyển hóa, kế hoạch đơn giản để giảm cân tự động rằng ăn đêm làm chậm quá trình trao đổi chất, dễ gây tăng cân. Chuyên gia cũng cho rằng việc không ăn đêm hay ăn tối sớm hơn, chọn bữa ăn có khẩu phần nhỏ hơn, dễ tiêu hóa hơn, giúp làm giảm áp lực đường tiêu hóa. Ngoài ra, chúng còn giúp cơ thể bạn thực hiện các chức năng nội tạng khác như chữa bệnh, sửa chữa tổn thương cơ thể và tăng trưởng, phòng tránh hội chứng chuyển hóa. Ăn đêm có thể làm tăng nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa. Đây là một nhóm các tình trạng bao gồm kháng insulin, béo phì, huyết áp cao, cholesterol cao. Về lâu dài, điều đó có thể góp phần gây béo phì. Do đó, không ăn đêm sẽ giúp bạn phòng tránh hội chứng chuyển hóa hiệu quả hơn. Làm sao để ngăn chặn cơn thèm ăn đêm? Lựa chọn bữa ăn giúp no lâu. Các chuyên gia khuyên nên ăn các bữa đều đặn trong ngày, đặc biệt là những bữa khiến bạn no lâu như bữa ăn giàu chất xơ, protein. Chúng là lựa chọn hoàn hảo để ngăn chặn ham muốn ăn đêm của bạn. Tránh để đồ ăn nhẹ trong nhà. Xa mặt cách lòng gắn liền với việc ăn vặt vào đêm khuya, thức ăn càng hiện hữu trước mặt thì khả năng bạn muốn ăn nó càng cao. Nếu bạn thường xuyên muốn ăn vặt vào ban đêm, hãy đặt đồ ăn nhẹ ở nơi mình không thể nhìn thấy hoặc tránh để trong nhà. Đánh răng sau khi ăn. Điều này giống như việc nói với cơ thể rằng việc ăn uống trong ngày của bạn đã kết thúc. Chưa kể, nhiều thực phẩm sẽ không còn ngon miệng nếu thưởng thức sau khi đánh răng. Do đó, đánh răng sau khi ăn chính là mẹo hay giúp bạn cai ăn đêm hiệu quả. Uống trà thảo mộc. Thay vì lục lọi tủ lạnh sau một ngày dài, hãy thử hình thành những thói quen lành mạnh mới mà không liên quan đến ăn uống. Một ý tưởng đơn giản là pha một bình trà hoa cúc êm dịu thưởng thức, bạn sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều. Đi ngủ sớm, thức ăn khuya có thể tạo cơ hội cho bạn lục tủ lạnh vào ban đêm. Ngoài ra, ngủ không đủ giấc làm tăng nồng độ hormone đói, khiến bạn ăn nhiều hơn. Hãy đặt mục tiêu ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm để sống lành mạnh, tránh ăn đêm. Puka tất bật học cách làm dâu, được Jin Tuấn Kiệt khen một điều này kể từ sau khi công bố sắp đám cưới. Từng là một trong những cặp đôi vê bít được dân tình tích cực đẩy thuyền, vào ngày 6 tháng 10, Jin Tuấn Kiệt bất ngờ thông báo đã cầu hôn Puka. Theo chia sẻ, họ hẹn hò đã được 4 năm nhưng đến nay mới quyết định công khai yêu đương. Jin Tuấn Kiệt đã viết trên trang cá nhân, định 30 tuổi mới lấy vợ, ai dè sớm hơn. Chúc mừng sinh nhật tôi, món quà sinh nhật lớn nhất của Jin. Cảm ơn gia đình, bạn bè luôn đồng hành cùng hai đứa. Đặc biệt cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương đẩy thuyền nhiệt tình cho hai đứa suốt thời gian qua. Nay chính thức thông báo thuyền đã cập bến. Về phía Puka, cô xác nhận về chung một nhà với Jin Tuấn Kiệt. Đại diện nữ diễn viên chia sẻ, Puka và Jin Tuấn Kiệt quen nhau được 4 năm rồi. Dịp sinh nhật hôm nay, Puka và Jin Tuấn Kiệt chính thức công khai chuyện hẹn hò và khẳng định bằng việc đã cầu hôn, đám cưới sẽ dự định tổ chức vào cuối năm nay. Sau khi xác nhận chuyện tình cảm, nhất cử nhất động của Puka và Jin Tuấn Kiệt luôn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Mới đây nhất trên Instagram, Jin Tuấn Kiệt hào hứng viết, đi làm về có người nấu món yêu thích cho ăn liền. Dù không trực tiếp nhắc đến thế nhưng ai cũng biết, người mà Jin Tuấn Kiệt nói không ai khác chính là Puka. Nhìn những hình ảnh, dân tình không khỏi xỉu ắp xỉu đau trước màn phát cầu lương của Puka và Jin Tuấn Kiệt, hệt vợ chồng son. Trong một bài phỏng vấn mới đây nhất, Jin Tuấn Kiệt tự hào tiết lộ điều thích nhất ở vợ sắp cưới khi chia sẻ, nấu ăn rất ngon, đó là điều mà Jin thích nhất. Cá nhân mình là một người thích ăn cơm nhà, cho nên có một người phụ nữ bên cạnh mình nấu ăn ngon thì còn gì tuyệt vời bằng. Không những thế, Jin Tuấn Kiệt còn chia sẻ, được Puka chăm sóc từng ly từng tí và luôn cố gắng nấu những món mà anh thích.
Một người cũng rất là hay, như Jin thèm ăn bột chiên nhưng có những lúc không thể đi mua bột chiên được, thì ở nhà tự chế lấy bột tạo ra bột chiên luôn. Nếu nói thèm phở quá cũng nấu cho ăn, cơm sườn, cơm tấm nữa, nói thèm là lấy sườn ra ướp làm cơm sườn, cơm tấm tại nhà luôn, thèm cái gì là có cái đó. Theo nhiều nguồn tin thân cận, Jin Tuấn Kiệt và Puka sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 11 tới. Những ngày qua, cặp đôi đang tất bật đi thử đồ cưới cho ngày trọng đại. Đám cưới của Puka và Jin Tuấn Kiệt hứa hẹn sẽ quy tụ dàn sao V-Beat đình đám đến chung vui. Đây sẽ là sự kiện V-Beat được người hâm mộ mong chờ nhất vào cuối năm nay. Có thể thấy suốt nhiều năm bên nhau, cả Jin Tuấn Kiệt và Puka đều giấu kín, không công khai chuyện tình cảm trước truyền thông, bất chấp việc lộ loạt hình khó chối cãi. Thế nhưng gần đây dân tình đã hài hước trêu Jin Tuấn Kiệt và Puka nợ một sao nam V-Beat lời xin lỗi. Trong một chương trình, Xuân Nghị đã hớ miệng hỏi thăm cặp đôi chuyện nấu ăn và ở chung nhà. Thời điểm đó, cặp Puka và Jin Tuấn Kiệt đều phủ nhận điều này. Cô nàng trách đàn anh: có quen nhau đâu mà ở chung, anh sao vậy? Xuân Nghị sau đó tiếp tục thắc mắc khiến dân tình không nhịn được cười. Ủa, đến giờ vẫn giấu, coi như chưa nói gì. Chính vì vậy, netizen liên tục đòi lại công bằng cho Xuân Nghị, trêu cặp đôi. Puka và Jin Tuấn Kiệt nợ Xuân Nghị lời xin lỗi. Tội nghiệp Xuân Nghị lúc đó. Puka sinh năm 89, tên thật là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, được biết đến khi tham gia một số vở hài kịch của sân khấu Thế giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh, đóng phim điện ảnh Chạy đi rồi tính 2016, Yêu đi đừng sợ 2017, Mùa viết tình ca 2018. Jin Tuấn Kiệt sinh năm 94, từng học Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, vai Đức Mẫn trong sitcom Gia đình số 1 giúp anh nổi tiếng hơn. Năm 2022, Jin Tuấn Kiệt đoạt danh hiệu nam diễn viên truyền hình được yêu thích ở giải Ngôi sao xanh với phim Xui ra hay Xui ra. Sau màn cầu hôn gây sốt cõi mạng, lộ ảnh Puka và Jin Tuấn Kiệt bí mật tổ chức đám hỏi. Sau 4 năm hẹn hò bí mật, mới đây tối mùng 6 tháng 9, showbiz Việt chấn động khi diễn viên Jin Tuấn Kiệt chính thức công khai ảnh đã cầu hôn thành công diễn viên Puka. Trên trang cá nhân, nam diễn viên tiết lộ sẽ tổ chức đám cưới trong năm nay và cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương, đẩy thuyền nhiệt tình suốt thời gian qua. Jin Tuấn Kiệt hào hứng thông báo, định 30 tuổi mới lấy vợ, ai dè sớm hơn, món quà sinh nhật lớn nhất của Jin, cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn đồng hành cùng hai đứa. Và đặc biệt cảm ơn khán giả luôn yêu thương, đẩy thuyền nhiệt tình cho hai đứa suốt thời gian qua, nay chính thức thông báo thuyền đã cập bến. Bài đăng của Jin Tuấn Kiệt lập tức nhận được sự quan tâm của cư dân mạng, nhiều bạn bè đồng nghiệp lẫn khán giả để lại lời chúc phúc cho cặp đôi. Sáng 13 tháng 9, dân tình lại được fan xôn xao khi quản lý của Jin Tuấn Kiệt bất ngờ đăng tải hình ảnh Puka diện trang phục áo dài đỏ, đeo vàng cưới sánh đôi bên nam diễn viên trong bộ vest lịch lãm. Lập tức dân tình đặt nghi vấn, phải chăng cặp đôi đã bí mật làm lễ ăn hỏi? Tuy nhiên, theo tìm hiểu, đây thực chất chỉ là hình ảnh Puka và Jin Tuấn Kiệt tham gia một sự kiện của thương hiệu trang sức. Nhưng đáng chú ý, đây là lần đầu tiên dân tình được dịp chứng kiến Puka, Jin Tuấn Kiệt công khai thể hiện tình cảm ngọt ngào. Trong khoảnh khắc được chia sẻ, cặp đôi tay trong tay đầy tình tứ, Jin Tuấn Kiệt cũng không ngần ngại dành nhiều cử chỉ quan tâm chăm sóc vợ sắp cưới. Tối 12 tháng 9, Jin Tuấn Kiệt tiếp tục tung khoảnh khắc nắm tay tình bề bình với Puka trong ngày cầu hôn. Nam ca sĩ hạnh phúc viết, thấy em là cười phải thế. Có thể thấy trên gương mặt của cặp đôi hiện rõ biểu cảm rạng rỡ hạnh phúc trong ngày đặc biệt. Jin Tuấn Kiệt cũng không giấu nổi sung sướng khi chốt đơn thành công bạn gái bằng nụ hôn lên tay đầy ngọt ngào. Hôn lễ của Jin Tuấn Kiệt và Puka sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Nhiều người dự đoán đây sẽ là một trong những sự kiện hoành tráng nhất nhì V-Beat vào cuối năm khi quy tụ dàn sao Việt đình đám tham dự.